Dạ, một em bom bóp shop F100. Con này thì nổi tiếng rồi. Trong các dòng cỏ thì là tuy nó mang tiếng là rẻ mà quánh hay với mấy bác. CD, MD, tép, AUX, FM full, nhưng mà FM những cái dòng này sao không hiểu sao bắt nó không có tiếng. Có lúc có, lúc không, lúc có, lúc không vậy. Dạ, em bán rất là nhiều rồi. Mấy bác giờ có bác thì kêu về mở ra gắn lại cái dây gì ấy, này nọ thì em không rành lắm. Tại vì em chưa giờ mở máy. Đèn xanh đẹp lắm nha mấy bác. Dạ, con này thì đẹp long lanh nha. Cái này là giấy nha. Này, này là giấy. Thì bác về em chẳng về vệ sinh luôn, cái này thì chùi đơn giản, lấy vô hôi chùi cái ra. Đó, mấy bác thấy đẹp long lanh, em test. Bán là em bao test nha. Dạ, em bán kiểu này là em bao test, chưa vệ sinh đâu. Mấy bác về mấy bác tự vệ sinh giùm em. Em chỉ có lột bao luôn á, mà con này công nhận đẹp thiệt chứ. Long lanh. Em chưa chùi mắt luôn nha. Tháo ra làm sao là em cứ để em về em đi test thôi. Bác về tự chùi mắt giùm em luôn. CD ok nè. Đĩa 10.000 ha. CD ok. À, test. Về thường là test phải thay dây cu loa rồi chùi ok đi rồi này. Hát thì nó vẫn hát á, nhưng mà nên thay cu loa đi giùm em, rảnh thì thay, còn không thì cứ để nghe. Rồi em đi. Con này có AUX 3.5 luôn nha. Con này là có ba AUX 3.5 luôn nè. Đằng sau để em đưa đằng sau cho đọc tốt hơn đó không. AUX nè. Về chùi mắt giùm em. Hát thì là những bài hát rồi.